Luis Phạm phủ nhận phong bạc ủng hộ vùng lũ lụt. Cựu vận động viên Luis Phạm phủ nhận thông tin y thổi phồng e số tiền ủng hộ bà con miền lũ. Trong khi KOL Dương Anh coi biết vẫn chưa phản hồi về thông tin tố cáo anh phong bạc, Luis Phạm vẫn bị chỉ trích dù đã lên tiếng phủ nhận. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức đăng tải 12.028 trang sao kê số tiền ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng từ bão số 3. Tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, số tiền được các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam công khai sao kê, nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lập tức bị phát hiện từ thiện vì phong bạc. Số tiền thực tế được ghi nhận thấp hơn nhiều lần so với con số mà các sao mạng chia sẻ. Trong khi cựu vận động viên thể dục dụng cụ Luis Phạm, Phạm Như Phương, phủ nhận thông tin trên, nhà sáng tạo nội dung hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử Dương Anh coi biết không phản hồi, TikToker Việt Anh Phí Po thừa nhận bị thổi phồng e số tiền quyên góp. Loạt KOL bị tố phong bạc. Trường hợp từ thiện đáng chú ý nhất là Luis Phạm. Cụ thể, dù không chia sẻ cụ thể số tiền chuyển đến tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, cô sử dụng icon che đi giao dịch 8 chữ số. Vì thế, nhiều người cho rằng Luis Phạm ủng hộ đồng bào vùng bão lũ hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với sao kê, một số người dùng mạng xã hội phát hiện ra một giao dịch chuyển khoản có thông tin trùng khớp với nội dung được cựu vận động viên chia sẻ. Số tiền thực tế được ghi nhận là 500.000 đồng. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ phía công chúng, Luis Phạm nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Tại trang cá nhân, cô khẳng định giao dịch mà cộng đồng mạng chia sẻ không đến từ cô, chỉ vô tình trùng tên và nội dung chuyển khoản. Mình không biết đây có thể là mình hay không, vì có thể có những người tên giống mình và cùng một nội dung. Hơn nữa, mình chuyển khoản vào những số tài khoản khác nhau, cùng nội dung hoặc khác nội dung. Vì vậy, mình vẫn sẽ không công khai, Luis Phạm chia sẻ. Luis Phạm phủ nhận thông tin y thổi phồng y số tiền ủng hộ. Trước sự phủ nhận của cựu vận động viên này, nhiều ý kiến cho rằng lời giải thích có phần vô lý và thiếu minh bạch. Tương tự, nhà sáng tạo nội dung Dương Anh coi biết cũng bị tố y thổi phồng e số tiền ủng hộ khắc phục hậu quả do siêu bão Yari gây ra. Trong khi anh chia sẻ thông tin ủng hộ đồng bào miền lũ 100 triệu đồng, số tiền thực tế từ sao kê chỉ là 10.000 đồng. Hiện nay, nhân vật này khóa các trang cá nhân, không lên tiếng phản hồi. Đây cũng là sự việc của TikToker Việt Anh Phí Po. Cụ thể, theo hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản mà Việt Anh đăng tải, số tiền bị che nhưng vẫn để lộ 8 chữ số, cho thấy con số là hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, từ sao kê của Ủy ban MTTQ, cộng đồng mạng phát hiện số tiền quyên góp của TikToker này chỉ là 1 triệu đồng. Sáng ngày 13 tháng 9, Việt Anh chính thức thừa nhận e phong bạc. Việt Anh Phí Po lên tiếng thừa nhận từ thiện về phong bạc e sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện. Xin lỗi mọi người vì sự phong bạc. Những hình ảnh, thông tin mọi người nhận được là thật, và việc mình phong bạc cũng là thật, Việt Anh Phí Po nói trong video đăng sáng ngày 13 tháng 9. TikToker này giải thích rằng đây là sự cố do một thành viên trong nhóm được anh nhờ chuyển khoản giúp gây ra. Việt Anh cũng cho biết đã chuyển khoản lại 20 triệu đồng cho ủy ban MTTQ như muốn làm từ đầu. Fandom K-pop cũng thổi phồng. Không chỉ các sao mạng, một fanpage của người hâm mộ Jennie, Blackpink, tại Việt Nam mang tên Barbie Burn, bé gấu chén nì cũng bị tố khai khống số tiền ủng hộ bà con vùng bão khắc phục hậu quả thiên tai. Theo ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản, số tiền mà tổ chức này gửi đi là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, con số thực tế được đối chiếu trong sao kê ngân hàng chỉ là 2.000 đồng. Sự chênh lệch lớn này khiến nhiều người phẫn nộ. Nhóm người hâm mộ thần tượng K-pop này nhanh chóng khóa trang khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều fanpage khác cũng bị phát hiện làm giả biên lai chuyển khoản ủng hộ, như fandom RIZE Sotaro X Sotan, cộng đồng người hâm mộ Yohong, TVS, Honyu, For TVS Yohong. Fanpage của người hâm mộ Jennie, Blackpink cũng bị tố khai khống số tiền quyên góp. Trước sự việc nhiều cá nhân, tổ chức trong cộng đồng fan K-pop thổi phồng số tiền quyên góp cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, VKR News, một fanpage khởi xướng phong trào thiện nguyện bằng cách tổng hợp các biên lai chuyển khoản số tiền ủng hộ của từng fandom, với mong muốn lan tỏa tấm lòng của fan K-pop tới cộng đồng,
chính thức lên tiếng. Từ đêm hôm qua, VKR nhận được nhiều tin nhắn, email cầu cứu nhờ xóa bài đến từ các blog, fanpage đã tróc làm giả số tiền chuyển tiền ủng hộ. Có những bạn đã thừa nhận tróc dại hoặc bị người hoạt động cùng tổ chức lừa gạt sau lưng mà không hề hay biết. Đây là hành động sai trái không thể bao biện bằng bất cứ lý do gì. VKR đã hỗ trợ xóa một số khoản quyên góp, không phải vì thông cảm với các bạn mà vì hình ảnh cho những nghệ sĩ. Fandom vô tình bị lôi kéo vào sai lầm cá nhân của một số người, đại diện fanpage viết. Ngoài ra, VKR News cũng yêu cầu các cá nhân, fanpage, blog trung thực với khoản quyên góp. Fanpage này nhấn mạnh hành động làm giả giao dịch chuyển khoản ủng hộ là sai trái. Không thể thông cảm, tìm kiếm sự chú ý trong lúc đồng bào gồng mình đối mặt với hậu quả bão lũ.